Xin chào cô gái xinh đẹp. Đây có lẽ cũng là video đầu tiên mà mình buộc tóc như thế này. Không phải vì mình muốn phá cách gì đâu, mà chỉ tại là vì hôm nay đầu mình không được sạch cho lắm thôi. Video hôm nay thì sẽ hơi khác một chút xíu. Đó là first impression, cảm nhận đầu tiên về một loại son. Có thể đã nhiều bạn thử cái loại son này rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên đối với mình. Và đây chính là son xăm. Trên tay mình hiện giờ là hai thỏi son xăm của hãng Berry Son mà mình nhận được từ Mimi Box cũng khá là lâu rồi. Họ gửi cho mình để mình thử và review, nhưng mà mình cũng không biết vì sao mình cứ để nó ở đấy mấy tháng trời không động đến. Cái kiểu son xăm này thì thực ra cũng không hề mới với các bạn ở châu Á, bởi vì mình thấy năm ngoái cũng đã rộ lên một lần rồi. Nhưng mà hiện tại gần đây thì ở Mỹ các chị YouTuber, các vlogger mới bắt đầu nói đến kiểu son này và họ cũng rất thích thú khi thử. Và vì Trang cũng nhận được rất nhiều yêu cầu thử loại son này, thế nên hôm nay mình sẽ quyết định mở ra lần đầu tiên quay dùng luôn. Hai màu mà Mimi Box có gửi cho mình là màu 2 và màu 3, cả hai tông này đều là tông hồng. Tuy nhiên mình cảm thấy là cái tông 2 này dễ dùng hơn, thế nên là hôm nay mình sẽ thử màu 2 trước. Cùng unboxing em ý nhá. Mình sẽ mở màu 02. Và đây là hình dạng của cái tuýp này bên trong. Thiết kế thì y hệt vỏ luôn, hồng hồng. Ở trên phần đầu này thì có ghi ngày hạn sử dụng. Và cái tuýp của mình thì là 26 tháng 12 năm 2016 là hết hạn rồi. Vậy là chỉ còn khoảng hơn nửa năm một tí xíu nữa thôi. Ngoài ra ở phần nắp thì có một cái tem để chúng mình biết là thỏi này đã sử dụng hay chưa. Và giờ thì mình sẽ mở cái tem này ra. Môi mình hiện giờ thì đang có son dưỡng, thế nên là mình sẽ tẩy cái lớp son dưỡng này đi để xem chất son lên như thế nào nhé. Ok, đã xong, giờ thì mình sẽ bắt đầu mổ xẻ em này luôn. Hiện tại thì mình không thấy có mùi gì cả. Kiểu không có mùi ngọt, nó hơi có một cái mùi hóa học nhẹ. Ok. Thế này rất là khó đều rồi. Rất là dính à, càng gõ ra thì càng không thấy đẹp thế à? Không biết mọi người có hiểu nó gì không? Hiện giờ nó rất đang dính, rồi cũng khô rồi, rồi nó mới khô nữa. Mình sẽ tính thử xem nó mất bao nhiêu phút để khô hẳn. Nếu mà không cẩn thận ấy thì sẽ son dính vào răng như thế này này. Xin chào Snapchat fan yêu quý, mình đang test cái son sau này. Dính quá. Dính hết ra răng hết rồi. Có lẽ là mình không nên nói thêm cơ gì nữa. 7 phút đã trôi qua và mình nghĩ là cái lớp son này nó khô rồi, bắt đầu dính môi trên môi dưới rồi. Mình sẽ bắt đầu bóc ra nhá. Hiện giờ mình đang kiểu khá 50-50 về cái dạng son này. Thứ nhất là nó cũng có lên màu môi, nhưng mà nó không được mịn, nó kiểu nham nhở ấy. Chỗ đậm chỗ nhạt, và kiểu bên trong thì rất đậm, bên ngoài nhạt, nhưng mà phần môi trên thì nó lại nham nhở. Cũng có thể là vì mình sử dụng lần đầu tiên, thế nên là chưa biết cách bôi thế nào cho nó chuẩn ấy. Một điểm nữa mình không thích là sau khi thoa xong thì bây giờ mình cảm giác môi mình rất là khô. Kiểu nó kiểu... Và một điểm nữa mình không thích là son nó có cái mùi keo dán kiểu siêu hóa học ấy. Nhìn xa thì chắc là không thấy rõ đâu, nhưng nếu nhìn gần là như lúc nãy mình cho các bạn xem ấy, nó không được đều. Test từ nãy đến giờ và mình nhận ra là mình vẫn chưa có một điểm yêu thích nào đối với em này cả. Nếu có một tí xíu thì đấy là về phần thiết kế. Nhưng bởi vì son xăm được quảng cáo là độ bám màu kinh khủng khiếp, vậy nên là hôm nay mình sẽ cố thử để cả ngày và update với các bạn vào cuối ngày xem màu son nó còn hay nó hết hay nó như thế nào. Xin chào mọi người. Bây giờ là 6:38 tối rồi, chiều tối. Và mình đã để cái lớp make up này cũng như lớp son được gần 7 tiếng rồi đấy. Trong 7 tiếng vừa rồi thì mình có ăn một bữa trưa rất là to. Thịt bò, thịt gà, ăn khoai lang.
chiều thì mình có uống nước nữa. Giờ thì mình sẽ zoom máy gần hơn để các bạn nhìn thấy cái chất son trên môi cũng như cái màu nhá. Nếu mà nhìn từ xa thì chắc là các bạn vẫn thấy môi mình có màu, nhưng khi nhìn gần thì thấy rõ là phần trong môi bị trôi đi gần như hết rồi, còn lớp viền và nó cũng không đều cho lắm, nó hơi kiểu loang lổ ấy. Và cái điểm mà mình không thích nhất đấy chính là nó làm khô môi mình một cách kinh khủng khiếp luôn. Giờ khi mà mình sờ lên môi ấy, thì cảm giác những cái phần này nó đang khô căng lại. Và mặc dù cả chiều nay mình có uống nước rồi, thực sự thì mình sẽ chỉ cho em này 4 trên 10 điểm mà thôi. Bởi vì cái khả năng bám màu sau khi ăn xong mà nó loang lổ như thế thì mình thấy cũng không cần thiết cho lắm. Mình hoàn toàn có thể tô son thỏi bình thường và sau đấy thoa lại để cho màu nó cũng đẹp hơn nữa. Và nó làm khô môi mình, cái này là cái khiến mình rất là khó chịu. Có lẽ mình cũng sẽ thử lại một vài lần nữa để xem là nếu mà cái kỹ thuật thoa nó gọi là tốt hơn thì cái độ bám màu của son nó có gọi là đều hơn hay là nó lâu hơn hay không. Nhưng với lần đầu tiên sử dụng thì không, mình không thích bạn này một tí nào cả. Nếu như bạn đã có sử dụng một loại son xăm nào đấy mà bạn thích chẳng hạn thì hãy comment ở dưới nhé. Bởi vì mình nghĩ cũng có thể là vì cái hãng này thì sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Nếu có món đồ gì hay ho khác nữa thì cứ yêu cầu để mình test thử xem sao nhé. Bye bye mọi người.